bánh tráng trộn nghệ sĩ cực chất ở Sài Gòn khiến bao người tò mò tìm đến thưởng thức. Bánh tráng trộn là một món ăn đã quá quen thuộc đối với các bạn trẻ ở Sài Gòn. Thời gian gần đây, mọi người bắt đầu nói nhiều đến một hàng bánh tráng vô cùng thú vị, mang tên bánh tráng trộn nghệ sĩ, khiến ai cũng tò mò. Dù tiệm ghi 6 giờ bán, nhưng khi mình đến nơi thì vẫn chưa mở cửa. Tuy nhiên xung quanh đã thấy 5 đến 6 chiếc xe chờ đợi sẵn từ lâu, có lẽ là để chờ mua bánh tráng trộn ở đây. Điều này càng kích thích sự tò mò, nên mình cũng kiên nhẫn chờ đợi xem món ăn ngon cỡ nào mà khiến mọi người có thể đứng xếp hàng ngay cả khi tiệm chưa mở cửa. Theo lời các thực khách kể, anh chủ tiệm tên Gia Thịnh, biệt danh bánh tráng nghệ sĩ, thật ra là do mọi người tự đặt cho anh vì hiếm có ai bán món ăn vặt mà quần áo lại tươm tất, chỉnh chu như vậy. Một vài người nói vui rằng, từ những ngày đầu bán, anh Thịnh để tóc rẽ hai mái giống như những ca sĩ trên sân khấu nhiều năm trước, nên cũng mang một chút phong cách nghệ sĩ. Dường như đây cũng là điểm thu hút sự tò mò khiến người ta thi nhau đến đây mua bánh tráng trộn. Tầm 19 giờ tối, khi anh nghệ sĩ vừa dọn hàng xong, là mọi người vây kín xung quanh để xem màn trình diễn trộn bánh tráng thú vị. Hôm nay, anh mặc áo sơ mi, đóng thùng quần tây, đeo tạp dề vàng nổi bật và bắt đầu lấy nguyên liệu trộn bánh tráng. Chắc chắn ai đến đây lần đầu cũng sẽ tròn xoe mắt ngạc nhiên trước thau bánh tráng thuộc hàng size khổng lồ, chễ chệ ngay vị trí trung tâm chiếc bàn. Mỗi lần anh Thịnh trộn đầy thau như thế, có thể cho ra khoảng 15 đến 20 phần ăn bánh tráng trộn nhỏ. Nguyên liệu gồm bánh tráng xé nhỏ, rau răm, xoài bào sợi được cho vào thau inox và nêm nếm gia vị như muối tây ninh, sa tế cây, hành phi giòn tan, nước sốt dầu điều vàng ươm. Sau đó tất cả được trộn đều bằng nước me thay vì nước lọc để bánh tráng mềm dẻo, có độ ngon đặc biệt mà không bị nhão dính vào nhau. Nguyên liệu ăn kèm gồm gan chim ngọt, khô bò xé, khô mực tẩm, trứng cút luộc được đựng trong hũ sạch sẽ, hợp vệ sinh. Sau khi trộn cả một thau bánh tráng lớn như thế, anh niềm nở hỏi mọi người ăn loại topping nào để thêm vào phần ăn. Ví dụ như anh hỏi khách có ăn cay không, tránh nhầm lẫn, rồi trao tận tay khách hàng. Nhìn đôi tay thoăn thoắt trộn bánh tráng vô cùng điệu nghệ của anh Thịnh, chắc hẳn sẽ nhiều bạn liên tưởng đến những đoạn phim Trung Quốc thời xưa, khi các nhân vật chính đi dạo và mua các món ăn đường phố. Trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ, anh Thịnh đã làm được hai mẻ lớn và khách thì ngày càng đông tấp nập. Bề ngoài lãng tử, nhưng đôi bàn tay anh trộn bánh tráng cực kỳ điêu luyện thu hút ánh mắt mọi người. Dường như đây là tuyệt chiêu để khách hàng quên đi sự chờ đợi mà chỉ tập trung theo dõi anh trộn bánh tráng. Nhìn chung, bánh tráng mềm dai, không hề dính vào nhau, thấm đều gia vị đậm đà, phần topping giống như những tiệm khác, rất nhiều khô mực và hành phi. Thế nên mới cảm nhận được khâu nêm nếm gia vị thật sự tỏa sáng, chỉ ngửi mùi thơm thôi mà đã chảy nước miếng. Một phần bánh tráng trộn giá 15.000 đồng và bạn phải chờ tầm 15 phút, khách đông thì có khi hơn 30 phút mới mua được. Tiệm bánh tráng nằm ở mặt tiền 645 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, nhưng khá khuất tầm mắt vì không có bảng hiệu. Hiện mới đây, khung giờ bán được anh Thịnh thay đổi, anh dọn ra từ 14 giờ chiều, bán đến khuya để đáp ứng sở thích ăn uống của thực khách. Cửa tiệm vẫn ở vị trí cũ, nhưng sẽ có chỗ ngồi chờ và nơi đổ xe để mọi người thoải mái ăn bánh tráng trộn. Lý giải về gu ăn mặc, đứng bán món bánh tráng trộn, anh Dương Gia Thịnh, 33 tuổi, chủ quán chia sẻ. Trước khi bán bánh tráng trộn thì tôi cũng làm nhiều công việc khác như là thợ cơ khí, coi nhà đất rồi bán băng đĩa. Mà nghề nào nghề chứ tôi cũng thích ăn mặc gọn gàng vậy, nó là thói quen rồi. Đặc biệt nữa là khi mình bán hàng ăn uống, ai không muốn ăn sạch uống sạch, nhìn chủ quán tươm tất thì người ta mới yên tâm đồ ăn cũng đảm bảo vệ sinh chứ. Đó cũng là cách mà tôi thể hiện sự tôn trọng dành cho khách hàng và tôn trọng cái nghề của mình. Với vẻ ngoài khá điển trai cùng phong cách ăn mặc như nghệ sĩ, anh Thịnh còn có khả năng trộn bánh tráng với số lượng lớn cực kỳ điêu luyện. Bánh tráng cắt miếng nhỏ vừa ăn rồi được cho vào một thau inox lớn.
Tiếp sau đó, anh cho vào xoài keo bào sợi mỏng, rau răm, các loại gia vị cơ bản để trộn bánh tráng như tôm tây ninh, hành phi, mỡ hành, ớt sa tế, nước sốt. Sau khi trộn đều, bánh tráng sẽ được cho vào từng bịch nhỏ, rồi tùy sở thích của khách mà anh sẽ thêm các nguyên liệu như gan rim, khô bò sợi, trứng cút luộc, mực tẩm. Nói về nhân duyên với nghề bán bánh tráng trộn, chàng trai 8X Trần Tình. Cách đây 10 năm, khi đang trong giai đoạn thất nghiệp, thì anh đã nảy ra ý định bán món ăn vặt này để kiếm thêm thu nhập. Anh Thịnh chia sẻ, lúc đó mình cũng đang khó khăn quá, chưa biết phải làm gì để có tiền. Muốn buôn bán kinh doanh thì phải có vốn nhiều, khoản này thì tôi chịu. Đến tối ngủ cứ nằm trằn trọc mãi, rồi tự nhiên tôi nhớ ra món bánh tráng trộn. Món ăn vặt thì dễ bán, nhiều đối tượng người có thể ăn được và kể ra vốn ban đầu cũng ít. Vậy là ngay sáng hôm sau, anh bắt đầu đi mua nguyên liệu để tập trộn bánh tráng, rồi mời bạn bè, người thân ăn thử. Cứ mỗi người ăn thì sẽ có một góp ý khác nhau. Mình cứ dựa vào ăn thì sẽ có một góp ý khác nhau. Mình cứ dựa vào đó mà rút kinh nghiệm, rồi tự hoàn thiện món ăn của mình hơn. Lời tâm sự chân thành của anh Thịnh. Trong suốt hơn 10 năm qua, không ít lần anh Thịnh nghe được những lời không hay từ người khác. Như đàn ông con trai có sức khỏe, không làm được gì to lớn, đi bán bánh tráng trộn như đàn bà, hay nhìn chọn cái nghề rẻ tiền là biết không làm được gì rồi. Thế nhưng bỏ qua tất cả những điều đó, chàng trai sinh năm 1984 này vẫn đặt hết cái tâm của mình vào cái nghề, cái nghiệp và kiên định trên con đường bản thân đã lựa chọn. Bán một mình không kịp bán rồi. Anh là do công việc có bận rộn quá, mình chưa tìm được khu nào hay là sao anh ạ? Hay là mình chưa có anh đầy món món đống món tự nguyện xưa giờ kén chọn tất mà mình chọn là kén quá hả? Google anh là thế nào anh để nói cho cái bạn nữ rồi không cái mẫu người mà anh thích là như thế nào? Anh đâu 5 ngày 20 tiếng. Bán em mình 15-20 một bịch không rau răm, hai bịch đều ít ớt. Ồ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hoài tới 12 giờ, đến 1 giờ, khi 1-2 giờ đang nằm đang dọn hàng, đóng cửa, đóng gỗ cửa. Gõ cửa mua hả anh? Gõ cửa nó mua, dọn đóng, đã đóng cửa, gán gỗ. Rồi mình cứ dạy mình bán không? Không, đã đóng cửa là xác định là đổ mấy cái đồ dư đổ hết rồi, không có bán lại rồi. Hết rồi, mấy cái nước đó đổ hết. Rồi mình làm lúc đó mình cũng mệt mỏi quá. Cứ là mình đổ hết rồi, mình đâu có hàng đâu hết. Vì bán chứ mình bán cho mình.